xin mời hành lý của khách VIP được đưa ra. Trước khi mở hành lý này ra, chúng tôi sẽ đưa ra hai bí mật. Nhiệm vụ của hành khách số 3, người được chọn, sẽ phải lựa chọn bí mật nào mà mình cảm thấy chấp nhận được. Nếu bí mật mà bạn chấp nhận đúng với bí mật của hành khách VIP thì các bạn sẽ có cơ hội để đến với nhau, và các bạn đã chiến thắng trong chương trình. Lại là một sự lựa chọn đấy, em sẵn sàng chưa? Vậy thì vali sẽ được đặt ở đây. Hoàng Yến sẽ quay về phía ban cố vấn, và chúng tôi sẽ đưa ra hai bí mật. Yêu em anh phải có tiền, em có thể yêu hai người cùng một lúc. Bạn thấy bí mật nào sẽ là của người phụ nữ này? Nghĩ kỹ và em sẽ lựa chọn. Em sẽ lựa chọn là yêu em anh phải có tiền. Tại sao? Em chỉ sâu chuỗi là những cái điều mà cô ấy nói, thì em nghĩ là cái câu hỏi ở đây không phải là chạm vào cái nỗi đau em hay là cái gì, nhưng mà cái câu hỏi này muốn hỏi em là em có nỗ lực hằng ngày, mỗi ngày mỗi ngày hay không, để khi mà tụi em có một cái tình cảm đủ chín chắn thì có thể lo được cho cô ấy một cách đầy đủ hơn. Đó là quyết định của bạn, nhưng có đúng hay không thì hãy mở giúp anh hành lý này. Yêu em anh phải có tiền. Nhưng hãy nói một chút tại sao em lại có suy nghĩ này, Hoàng Yến. Thực sự mà nói thì trước đây em có một cái mối tình khá là sâu đậm, gần như là sắp cưới. Lúc mà em quen anh ấy thì anh ấy bị phá sản. Về phía gia đình em thì lúc đó thì điều kiện cũng khá hơn nhà anh ấy. Anh ấy bảo là nếu mà cưới em anh không có tiền thì anh không có dám cưới. Nhưng mà anh ấy luôn cho em một cái suy nghĩ là mình đã là của nhau rồi đó, mình như kiểu vợ chồng của nhau rồi. Xong cho đến một ngày thì em phát hiện anh ấy phản bội. Phản bội một lần em bỏ qua được, tại vì em nghĩ là mình có cái gì đó gọi là gia đình rồi, cũng như là nó qua cái bước tình yêu rồi, nó chuyển qua cái sự tình nghĩa rồi. Xong rồi lần thứ hai là lúc đó anh ấy quay lại với bạn gái cũ để nhờ cô ấy hỗ trợ về tài chính. Lần thứ ba là ngay sinh nhật em, anh ấy hẹn với một cô gái đã có gia đình, anh ấy dắt cô ấy về nhà của hai đứa cùng ở ngủ. Xong rồi còn gửi clip cho em, rồi cô ấy mặc những bộ đồ là của em. Em cảm thấy rất là sốc, lúc đó em mới bỏ đi. Em không biết là chuyện tình em với bạn có thể đi đến đâu, nhưng mà nếu mà bạn mở lòng cho em tiếp xúc với bạn thì em sẽ cố gắng bù đắp lại những cái gì mà bạn đã bị tổn thương. Nghĩa là em muốn nói với anh á, em không phải là người phụ nữ thực dụng, em là người phụ nữ thực tế. Em có thể tự kiếm tiền được và anh cũng có thể tự kiếm tiền được. Em muốn mối quan hệ nghiêm túc, có nghĩa là cả hai cùng kiếm tiền và cùng phát triển cái mối quan hệ đó tốt hơn. Chúng tôi xin tuyên bố đây là hai hành khách đã chiến thắng và có phần quà của chuyến bay ngày hôm nay.